Chính ông chủ Facebook đã quyết định tuân thủ yêu cầu kiểm duyệt của Cộng sản Việt Nam. Người tố giác Frances Hogan, một cựu nhân viên Facebook, đã gửi cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ tập hồ sơ Facebook với hơn 10.000 tài liệu nội bộ của công ty mạng xã hội khổng lồ. Tập hồ sơ Facebook dưới dạng biên tập lại đã được cung cấp cho Quốc hội. Một nhóm các tổ chức truyền thông, bao gồm The Washington Post, đang xem xét các tài liệu này đồng thời cũng thu thập thêm các tài liệu nội bộ và thực hiện các cuộc phỏng vấn với hàng chục nhân viên và cựu nhân viên của Facebook. Khó tài liệu cho thấy, nhiều lần giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã mâu thuẫn Hạ thấp hoặc không công bố những phát hiện của công ty về tác động xấu của các sản phẩm và nền tảng mạng xã hội của mình. Một số tài liệu trong tập hồ sơ này liên quan đến quyết định của Facebook đồng ý thực hiện các yêu cầu kiểm duyệt của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nhằm dập tắt các tiếng nói chỉ trích chính quyền độc tài. Theo Washington Post, cuối năm ngoái, ông Mark Zuckerberg đã phải đối mặt với một lựa chọn. Tuân thủ theo yêu cầu của đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam trong việc kiểm duyệt những người bất đồng chính kiến, chỉ trích chính phủ hoặc bị chấm dứt hoạt động tại một trong những thị trường châu Á béo bở nhất của Facebook ở hoa kỳ ông giám đốc điều hành của công nghệ này luôn nói về bảo vệ tự do ngôn luận ngay cả các nội dung độc hại và gây hiểu lầm ông ta cũng tỏ ra miễn cưỡng đồng ý xóa khỏi trang mạng xã hội nhưng ở việt nam việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận của người chất vấn các nhà lãnh đạo chính phủ có thể khiến facebook phải trả một cái giá đáng kể khi mà công ty mạng xã hội này kiếm được hơn một tỷ mỹ kim doanh thu hàng năm tại việt nam theo ước tính năm 2018 của Tổ chức Ân xá Quốc tế, trao đổi với Washington Post với điều kiện giấu tên, ba người biết rõ về các cuộc thảo luận nội bộ của công ty cho biết đích thân ông Zuckerberg đã quyết định rằng Facebook sẽ tuân thủ các yêu cầu của Hà Nội. Theo các nhà hoạt động địa phương và những người vận động cho tự do ngôn luận, trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng Giêng Facebook đã tăng cường kiểm duyệt đáng kể các bài đăng bị xem là chống nhà nước, giúp nhà cầm quyền kiểm soát gần như hoàn toàn trang mạng xã hội này. Vai trò của Zuckerberg trong quyết định đối với vấn đề kiểm duyệt ở Việt Nam chưa từng được báo cáo trước đây. Điều này thể hiện quyết tâm của ông ta trong việc bảo đảm sự thống trị của Facebook, cho dù phải bỏ qua những giá trị mà chính ông ta luôn đề cập đến việc ông Zuckerberg chỉ quan tâm đến sự thống trị và lợi nhuận của công ty của mình đã được đưa ra trong một loạt các tố cáo mà cựu giám đốc sản phẩm của Facebook bà Frances Hogan đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Mặc dù không rõ liệu Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ có sẽ xử lý vụ này hay theo đuổi hành động chống lại cá nhân giám đốc điều hành, nhưng những cáo buộc do người tố giác đưa ra được cho là thách thức nghiêm trọng nhất đối với sự lãnh đạo của jacobbe ở công ty mạng xã hội quyền lực nhất trên trái đất các chuyên gia cho biết nhiều phần cơ quan này sẽ đào sâu hơn về những gì ông jacobbe biết và khi nào cơ quan này cũng có thẩm quyền buộc giám đốc điều hành facebook trả lời thẩm vấn phạt tiền và thậm chí không cho ông ta giữ chức chủ tịch công ty Mặc dù quan điểm của ông Zuckerberg hiếm khi được phản ánh trực tiếp trong các tài liệu, nhưng những người làm việc với ông ta nói rằng dấu ấn của ông ở khắp mọi nơi trong đó. Đặc biệt, ông Zuckerberg đã đưa ra vô số quyết định và nhận xét thể hiện sự tôn trọng cứng rắn đối với quyền tự do ngôn luận. Ngay cả ở Việt Nam, công ty Facebook đã biện luận rằng lựa chọn tuân thủ yêu cầu kiểm duyệt là hợp lý để bảo đảm các dịch vụ của chúng tôi luôn khả dụng cho hàng triệu người dựa vào các dịch vụ này mỗi ngày. Một cựu nhân viên cho biết, khi cân nhắc có nên tăng cường kiểm duyệt ở Việt Nam hay không, định nghĩa về tự do ngôn luận của Zuckerberg dường như liên tục thay đổi khi được cảnh báo rằng việc phục vụ cho một chế độ đàn áp có thể gây tổn hại đến danh tiếng toàn cầu của Facebook. Ông Zuckerberg lập luận rằng nếu Facebook hoàn toàn bị cấm ở Việt Nam thì sẽ gây tổn hại lớn hơn đến quyền tự do ngôn luận trong nước. Sau khi ông đồng ý tăng cường kiểm duyệt các bài đăng chỉ trích chính phủ, báo cáo minh bạch của Facebook cho thấy hơn 2.200 bài đăng của người dùng ở Việt Nam đã bị chặn từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2020 so với 834 bài trong 6 tháng trước đó. Trong khi đó, các nhóm vận động cho dân chủ và môi trường đã trở thành mục tiêu của các chiến dịch báo cáo hàng loạt do chính phủ chỉ đạo, khiến nhiều người bị vào tù, thậm chí chỉ vì những bài viết chỉ trích nhẹ.